Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật về tình hình giá thịt lợn hàng ngày trên VTC Now. Mở đầu bản tin chúng ta hãy cùng xem là trong ngày mùng 7 tháng 7 thì giá thịt lợn đang có những diễn biến như thế nào. Giá lợn hơi hôm nay mùng 7 tháng 7 tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục tăng từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng 1 kg, trong khi miền Nam giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục tăng 1.000 đồng đến 3.000 đồng 1 kg so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Hà Nam, Nam Định, giá lợn hơi đồng loạt tăng 2.000 đồng 1 kg lên 92.000 đồng 1 kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi hôm nay cũng báo tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg lên mức 91.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, giá lợn hôm nay thu mua với mức từ 91.000 đồng đến 92.000 đồng 1 kg. Còn cạnh tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, giá lợn hơi ở mức 90.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 90.000 đồng đến 92.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay mùng 7 tháng 7 tại miền Trung Tây Nguyên có nơi tăng đến 3.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại Trung Tây Nguyên tiếp tục tăng so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bình Thuận, giá lợn hơi báo tăng mạnh 3.000 đồng 1 kg lên mức 90.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, giá lợn được thu mua từ 85.000 đồng đến 87.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, giá lợn hơi ở mức thấp hơn từ 81.000 đồng đến 84.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại Trung Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 81.000 đồng đến 90.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay mùng 7 tháng 7 tại miền Nam giảm nhẹ. Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, giá lợn hơi tại tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đồng loạt báo giảm 1.000 đồng 1 kg xuống mức 85.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại Bến Tre, Cần Thơ, Long An, giá lợn hơi được thu mua từ 87.000 đồng đến 88.000 đồng 1 kg. Còn tại các tỉnh như Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Vũng Tàu, giá lợn hơi đang ở mức thấp hơn từ 83.000 đồng đến 86.000 đồng 1 kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 83.000 đồng đến 88.000 đồng 1 kg. Bất chấp nắng nóng và lợn sống nhập về, giá lợn ngày 6 tháng 7 vẫn tăng nhẹ ở một vài địa phương. Riêng tại miền Trung thì đã có nơi chạm mốc là 90.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay diễn biến trái chiều ở nhiều địa phương. Phú Thọ, Tuyên Quang cũng tăng 2.000 đồng lên 92.000 đồng 1 kg, ngang bằng với Vĩnh Phúc và Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình. Ở chiều ngược lại, tại chợ đầu mối gia súc Hà Nam và khu vực lân cận, mấy ngày qua giá lợn hơi giảm mạnh, có thời điểm lợn xấu chỉ còn 81 đến 83.000 đồng một kg và tiêu thụ rất chậm. Thương lái dự báo sẽ có đợt giảm giá trong những ngày sắp tới. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên, hôm nay tại Nghệ An đã tăng chạm mốc 90.000 đồng một kg, thấp hơn là Thanh Hóa, Hà Tĩnh ở mức 87 đến 88.000 đồng. Các địa phương còn lại hầu hết giao dịch trong khoảng 80 đến 85.000 đồng một kg. Giá lợn hơi thị trường miền Nam hôm nay tiếp tục neo tại ngưỡng 85.000 đồng một kg. Cao nhất khu vực là tại Bến Tre và Trà Vinh, 88.000 đồng một kg. Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng dao động trong khoảng 86 đến 87.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh thuộc phủ lợn Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn trong khoảng 83 đến 85.000 đồng một kg. Tiếp theo sẽ là giá cả một số mặt hàng nông sản đáng chú ý. Giá lợn hơi ngày 5 tháng 7 trên cả 3 thị trường Bắc, Trung, Nam đều đồng loạt tăng. Trong đó một số thị trường miền Trung và khu vực Tây Nguyên tăng mạnh nhất với mức là từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi cuối tuần đang xu hướng tăng, dao động trong khoảng từ 81.000 tới 87.000 đồng 1 kg. Đáng chú ý tại tỉnh Bình Định giá tăng mạnh 3.000 đồng 1 kg lên mức 84.000 đồng 1 kg. Giá tại tỉnh Bình Thuận cũng báo tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức 87.000 đồng 1 kg. Các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, giá lợn được thu mua từ 85 tới 87.000 đồng 1 kg. Cũng đà tăng nhẹ, giá lợn hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 90 tới 91.000 đồng 1 kg. Cụ thể tại Thái Bình, giá lợn hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg
lên mức 90.000 đồng 1 kg. Còn tại Tuyên Quang, Hưng Yên, giá lợn lại giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg, xuống 90.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, giá lợn ở mức 90 tới 91.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá lợn tại miền Nam không có nhiều biến động, giao dịch phổ biến từ 83 tới 88.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, tháng 3 vừa qua, Đồng Nai đã công bố hết dịch tả châu Phi. Nhiều người dân nơi đây rất muốn nuôi lợn trở lại khi mà giá lợn hơi cao kỷ lục. Tuy vậy thì nhiều người không thể mua được con giống, hoặc nếu có con giống thì giá lại cao ngất ngưởng. Thậm chí là có công ty còn ép người dân mua cám mới bán cho lợn giống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau dịch tả lợn châu Phi, trại lợn quy mô hàng trăm con của bà Mai vẫn chưa thể tái đàn do không có con giống. Heo con giờ đắt lắm. Nếu mà như 3 triệu một con thì không nên nhập nhiều, tại mai mốt sợ giá cả nó hụt xuống. Khan hiếm lợn giống đang là nỗi lo chung của nhiều người chăn nuôi lợn. Mong muốn có lợn giống tái đàn, bà Sáng đành chấp nhận mua cám của công ty để có thể được cung cấp giống. Khó khăn lắm, trừ những người ăn cám của họ thì là họ mới bớt ra để cho mình nuôi thôi, là mình phải ăn cám cái công ty đấy. Cô bắt 10 con thôi, nhập nhiều mình không dám nhập. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám mua lợn giống trong thời điểm này. Một phần vì lợn giống khan hiếm, phần nhiều do giá lợn quá cao. Khi ngành chức năng chưa có giải pháp phù hợp thì nhiều trại lợn vẫn đành bỏ trống giữa thủ phủ chăn nuôi lợn Đồng Nai. Thấy giá lợn tăng quá cao và kéo dài nhiều tháng qua, nên nhà ông Dũng đánh liều, dồn tất cả vốn liếng vào tái đàn. Lần này xác định là canh bạc lớn. Bây giờ con giống là nó cao, đấy, hơn 3 triệu đồng một con. Hai là giá cám, nguyên liệu đầu vào là nó rất cao. Đến khi mà sản phẩm của chúng tôi bán ra ấy, thì cái cũng sợ rằng là đến cái lúc đấy chưa chắc là nó đã được cái giá như bây giờ. Nên chúng tôi cũng khi tái đàn cũng rất là dè dặt. Ông Dũng nói rằng, bây giờ ngoài việc lo lắng về giá cả bấp bênh và dịch tả lợn châu Phi rình rập, thì người nuôi lợn còn có mối lo khác. Đó là thịt lợn giá rẻ từ nước ngoài ồ ạt nhập khẩu vào Việt Nam, khi mà từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, viết tắt là EVFTA, chính thức được thực thi. Lo nhất là cái sản phẩm của châu Âu họ tràn vào Việt Nam thì cái ngành chăn nuôi của Việt Nam chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ bị phá sản. Đấy, phá sản với cái lý do là chúng ta không thể cạnh tranh được với giá thành của các cái sản phẩm của họ nhập vào. Khoảng 6 tháng trở lại đây thì dịch tả lợn châu Phi hoành hành đã khiến cho giá thịt lợn ngày càng đắt đỏ. Tại các khu chợ truyền thống thì cũng như hệ thống siêu thị, các mặt hàng thịt lợn nội địa có giá dao động từ 150.000 đến 320.000 đồng một kg tùy loại. Chính vì vậy thịt lợn nhập khẩu xuất hiện tràn ngập thị trường những tháng gần đây. Nhưng đáng lưu ý nhất trên thị trường hiện nay là loại thịt lợn nhập khẩu từ Nhật Bản có giá lên tới 1 triệu đồng một kg. Cụ thể, tại các hệ thống cửa hàng thực phẩm cao cấp, thịt lợn Nhật Bản được giao bán với mức giá lên tới 950.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Thịt ba chỉ là loại rẻ nhất có giá là 990.000 đồng 1 kg, còn nạc vai có giá tới 1,1 triệu đồng 1 kg. Được xếp vào loại thịt cao cấp, đối tượng mua ăn đều là các gia đình có điều kiện khá giả. Mặt hàng này tiêu thụ khá tốt trong thời gian gần đây. Loại thịt lợn nhập khẩu từ Nhật Bản được quảng cáo là lợn hữu cơ, chăn thả tự nhiên trên cao nguyên, hay lợn được cho ăn bã nho nên thịt mềm, ngọt, thơm. Tuy nhiên các cửa hàng phần lớn chỉ nhập về thịt ba chỉ không da, cốt lết hay là nạc vai. Tính ra loại thịt lợn nhập từ xứ sở mặt trời mọc này đắt gấp khoảng 3 đến 4 đến 5 lần thịt lợn nội địa, gấp khoảng chục lần thịt lợn nhập khẩu từ các nước như Canada, Mỹ, Nga. Trong khi đó, các loại thịt lợn nhập khẩu cũng được giao bán tràn ngập trên thị trường với giá chỉ từ 70.000 đến 130.000 đồng một kg. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm 2020 thì lượng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu Việt Nam đã lên tới trên 70.000 tấn. Các mặt hàng thịt lợn nhập khẩu rất là phong phú, từ thịt ba chỉ, mông sấn, chân giò hay là sườn đến nạc thăn, nạc vai hay móng giò đều đủ cả. Song ngoài những mặt hàng thịt lợn nhập khẩu từ Canada, Mỹ, Tây Ban Nha hay là Nga có giá tương đối rẻ, trên thị trường còn xuất hiện loại thịt lợn nhập khẩu từ Nhật Bản với giá vô cùng đắt đỏ.
Thưa quý vị và các bạn, bản tin cập nhật về giá thịt lợn vào ngày 7 tháng 7 đến đây là kết thúc. Kính chào và tạm biệt.